Ngày 24 tháng 10, Cục Cảnh sát Giao thông C08 cho biết đã tổ chức khánh thành và bàn giao hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, hệ thống bao gồm 80 camera giám sát được lắp đặt trên tổng chiều dài hơn 224 km dọc theo tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Việc lắp đặt hệ thống giám sát trên sẽ đảm bảo công khai minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng ngừa, răn đe người vi phạm, tạo hiệu ứng tích cực trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời có tác dụng trong việc phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến giao thông.